Nổi tiếng với độ chính xác đáng tin cậy cùng phong cách thể thao, thương hiệu Thụy Sĩ Certina với hơn 130 năm lịch sử đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành công nghiệp đồng hồ thế giới cũng như trong lòng những người yêu đồng hồ. Hãy cùng Duy Anh Watch khám phá lịch sử của thương hiệu này trong video ngày hôm nay nhé! Năm 1888, hai anh em Adolf và Alfred Kurt đã sáng lập xưởng sản xuất đồng hồ của riêng mình tại một thị trấn nhỏ nằm tại vùng Grenchen, Thụy Sĩ. Trong một khoảng thời gian ngắn, việc kinh doanh của họ đã phát triển và nhận được nhiều sự chú ý. Ngay lập tức, hai anh em nhà Kurt đã mở rộng quy mô sản xuất của mình trong những năm tiếp theo. Tới năm 1906, họ bắt đầu sử dụng cái tên Grana trên các mẫu đồng hồ của mình. Đó chính là từ viết tắt của Granicus trong tiếng Latin, là vùng đất Grenchen nơi hai anh em đặt nhà xưởng sản xuất đầu tiên của mình. Luôn được đảm bảo sự hoàn thiện một cách tốt nhất, những mẫu đồng hồ Grana nhanh chóng trở thành món phụ kiện được săn lùng ở thời điểm đó. Trong giai đoạn những năm 1930, cái tên Grana dần được thay thế bằng Certina, có lẽ vì nó dễ phát âm hơn và mang ý nghĩa là đáng tin cậy, như một cách tinh tế để thể hiện triết lý của thương hiệu này. Năm 1959 là thời điểm đánh dấu sự ra đời của DS Concept, hay còn gọi là Double Security, được coi là đặc sản của Certina cho đến tận ngày nay. Nếu như những mẫu đồng hồ tại thời điểm đó chỉ chịu được va đập từ độ cao từ 1,8 đến 2,2m, thì những sản phẩm với thiết kế DS có thể chịu được lực tác động từ độ cao 6m đi kèm với khả năng chống nước lên đến 20 ATM. Công nghệ DS mang tới 5 lớp bảo vệ cho chiếc đồng hồ, bao gồm mặt kính chống xước, gioăng chữ O ở bộ phận chỉnh giờ, hai gioăng chữ O ở núm chỉnh giờ, lớp bọc đặc biệt ở mặt đáy và mặt đáy được gia cố chịu lực tốt hơn. Nhờ vào cơ chế bảo vệ này, các mẫu đồng hồ Certina cung cấp cho người dùng khả năng chống nước và chống va đập cực tốt. Những sản phẩm của Certina rất được ưa chuộng bởi những người ưa thích vận động hay những vận động viên thể thao mạo hiểm. Những năm 1970, đồng hồ Certina trở thành người bạn đồng hành với các vận động viên trong những cuộc đua xe, hành trình chinh phục đỉnh núi Everest hay cùng lặn xuống độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển. Năm 1971, Certina Biostar là chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được giới thiệu với khả năng đo nhịp sinh học của người dùng. Năm 1983, Certina gia nhập SMH, tiền thân của Swatch Group ngày nay, những phiên bản đồng hồ thể thao của hãng nằm trong dòng sản phẩm trung cấp của tập đoàn. 2013 là năm đánh dấu 125 năm thành lập thương hiệu. Certina giới thiệu một loạt những bộ máy mới, trong đó có Powermatic 80, bộ chuyển động có độ chính xác cao và khả năng giữ chữ cót lên đến 80 giờ. Cỗ máy thứ hai là C01.211 Chronograph và đặc biệt là bộ máy Precise Drive, đại diện cho thế hệ đồng hồ quartz siêu chính xác. Với những thành công trong lĩnh vực thể thao, năm 2015, Certina trở thành đối tác chính thức của đội đua Abu Dhabi, một trong những đội đua nổi tiếng và thành công nhất thế giới ở bộ môn đua mô tô. Mang tinh thần thể thao lên mọi sản phẩm, đi kèm với đó là sự sáng tạo không giới hạn, Certina đã và đang phá vỡ mọi kỷ lục của chính mình để đem lại cho giới mộ điệu những mẫu đồng hồ với khả năng chịu áp lực cực tốt, đúng với slogan Go Deep, Go High, Go Higher. Chinh phục khách hàng trên toàn thế giới, cho đến nay, Certina đã có mặt trên rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với đẳng cấp Thụy Sĩ cùng cái chất riêng không thể nhầm lẫn của mình, những cỗ máy tới từ thương hiệu Thụy Sĩ này sẽ là lựa chọn đáng tin cậy với những người yêu thích đồng hồ. Xin chào và hẹn gặp lại!